Lý Vũ Lâm chào mừng các bạn đến với chương trình Buy My Fan Fan Tuổi Thơ. Nàng ơi, anh tới anh đón em về kết tình 5 năm. Hãy chờ, hãy lanh theo người ta nha. Đúng rồi. Đi đi, đứng dậy đi, đúng rồi. Trời ơi. Đi 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 đi. Anh thanh niên này đã mất bữa. Trời ơi, nắm idol của mình. Trời ơi, giật idol của mình luôn. Quá trời. Chạy lại. Không ta đánh vào cháu nữa. Gã nhóm mà gì cuộc chơi mà gã nhóm luôn. Và đó cũng chính là những giọt nước mắt mà fan đã dành cho các bạn. Bởi vì trải qua các vòng chơi mà các bạn vẫn không nhận đâu là fan của mình.